Ngày 11 tháng 1, đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quế Tây, huyện Đức Quệ đã bắt và bàn giao đối tượng có lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Tháp. Đối tượng bị bắt giữ là Trịnh Linh Khang, 25 tuổi, ngụ quyền Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp. Khang là đối tượng đang bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Tháp ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp do liên quan đến vụ việc phạm tội tại huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp, sau đó đã trốn sang Campuchia. Từ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã xác định được nơi đối tượng đang lẫn trốn và đề nghị Bộ đội Biên phòng Long An hỗ trợ bắt giữ đối tượng. Theo đó, tối ngày 10 tháng 1, các trinh sát của đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây phối hợp với lực lượng nước bạn Campuchia bắt giữ được đối tượng Khang khi đang lẫn trốn tại huyện Chanh Tria, tỉnh Svay Rieng. Ngay trong đêm, đối tượng đã được di lý về đơn vị và làm thủ tục bàn giao cho công an tỉnh Đồng Tháp để điều tra xử lý theo thẩm quyền.